Thưa quý vị thính giả thân mến, Hồng Phúc xin gửi đến quý vị thính giả một hồi ký của tác giả Phạm Hồng Ân. Hồi ký mang tựa đề Đêm Xuân trong trại tù Cao Lãnh. Ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng đón nghe qua giọng đọc của Hồng Phúc. Trại tù Cao Lãnh, chiều cuối năm, buồn hiu hắt. Bữa cơm chiều, ngoài phần rau luộc và nước chấm như thường lệ, tù nhân được lãnh thêm phần thịt kho để mừng xuân về. Nói thịt kho cho xôm, thực ra mỗi đứa chỉ thêm vài miếng ba rọi mỏng lét, dài hơn lóng tay một chút. Cơm vừa phát xong, đã hết ngay. Thau sạch loáng, chẳng còn một hột sót lại. Thế mà, có đứa vẫn cầm muỗng đứng ngẩn ngơ, tiếc rẻ phần cơm sao quá ít, đã vội vã trôi nhanh vào bao tử. Những miếng ba rọi tội nghiệp, tha nôi, chỉ làm bụng thêm cồn cào, chỉ làm miệng tôi thêm háo hức, thèm thuồng đủ thứ. Tôi nhớ đến góc phố Sài Gòn, những cái bàn bu quanh xe mình lưu động, tô nước lèo béo ngậy, mỡ nồi màng màng, hương thơm bốc lên từ sợi mì, từ miếng xi quách đầy nạc. Tôi nhớ đến dĩa cơm bình dân, dĩa cơm mở cửa để, thời sinh viên nghèo nàn, dĩa cơm nơi quân trường gian nan, dĩa cơm tận chiến tuyến lửa đạn, những dĩa cơm bình dân. Nhưng ê hề cá thịt, ăn một lần đã thấy no, ăn một hơi đã thấy đủ. Chỉ có thằng Hữu đặc biệt, phần ăn của hắn còn nguyên, chưa vơi đi chút nào. Tôi đếm tất cả là sau miếng thịt ba rọi trắng phau phau, đang nổi lều bều trong chén nước kho. Chô choa, miếng thịt tràn trề hương vị, đánh thức vị giác và khứu giác của tôi một cách mãnh liệt. Bộ dư hả, cho tao đi. Thằng Hữu liếc tôi, con mắt lấp lánh nắng chiều, tưởng như có ngọn lửa nào đó sắp sửa bùng lên. Mẹ, ở đây làm sao dư, có cách nào dư? Tôi lắp bắp chỉ vào phần ăn của hắn, nói ngọng nghịu. Nó còn nguyên. Bộ bệnh hả? Mẹ, bộ bệnh rồi, rồi nhịn đói hử? Đồ vô duyên. Bị chửi, nhưng tôi vẫn còn tiếc rẻ phần cơm, tiếc rẻ miếng ba rọi nằm khêu gợi trong chén nước kho sóng sánh mỡ. Sao nó còn nguyên? Còn nguyên? Tôi nuốt nước bọt, luống cuống hỏi. Lúc này, thằng Hữu mới há miệng cười. Hắn kéo tôi vào một góc, thì thầm trong tai. Tao để dành, đêm nay, đón giao thừa với người đẹp. Nghe hắn nói, tai tôi bắt đầu lùng bùng, có luồng điện nào đó chạy ngược lên đầu, rồi lan ra, tê rần các giác quan. Mày nói sao? Người đẹp? Mẹ, dóc trà nội, người đẹp nào ở đây? Thằng Hữu không trả lời, hắn nắm tay tôi lôi một hơi, ra cây trứng cá cuối trại, khoảng sân rộng thênh thang chạy dài. Tới đấy nó hẹp lại, chỉ còn lối mòn nhỏ, dẫn đến gốc cây trứng cá. Xung quanh, lau sậy mọc đầy, vòng kẽm gai cuối cùng của trại tù nằm hoang vu ở đó. Thằng Hữu ngồi bệt dưới gốc cây, hắn ngả người ra sau, hai khuỷu tay chống xuống cỏ, rồi lơ đãng nhìn lên vòm lá. Tôi nằm kế bên, hồi hộp chờ lời nói của thằng Hữu. Những áng mây trôi trên trời, xuyên qua kẽ lá như những tà áo dài trắng đứt đoạn. Mày còn nhớ đêm Giáng sinh cách đây vài tháng không? Nhớ chứ. Đêm đó, nửa khuya, mày biến đâu mất dạng. Tao dậy đi đái, thấy không có mày, tim muốn khùng. Đêm đó, đêm đầu tiên tao gặp người đẹp. Tôi há mồm ngạc nhiên. Người đẹp, lại người đẹp. Trại tù Cao Lãnh là nơi nhốt sĩ quan chế độ cũ, toàn một đám đực rửa, từ thiếu úy đến trung tá. Ở đây, chúng bắt bọn tôi nhai đi nhai lại những bài chính trị nghịch ngợm để chờ thời gian thanh lọc đưa đi lao động khổ sai trong các trại tù xa xôi ngoài Bắc.
Lũ cán bộ cũng vậy, từ quản giáo đến vệ binh, chỉ gồm một bầy đàn ông chán đời, thiếu vắng hơi hướng đàn bà lâu ngày. Thằng Hữu mơ màng nhìn ra bờ sông, con sông cao lãnh mênh mông, giờ này nước lớn, sóng đập trắng xóa bờ. Cái lô cốt cuối cùng cách chúng tôi rất xa, mãi tận đằng kia của gờ đất. Xung quanh đây, cỏ dại mọc đầy, lau sậy chẳng chịt như mạng nhện. Vòng lá của cây trứng cá rậm rạp, phủ kín một vùng rộng lớn. Đêm đó, đêm Giáng sinh, tao trằn trọc mãi không ngủ được. Nửa khuya, bỗng nghe tiếng gọi trong trèo. Anh ơi, thức dậy đi. Ra ngoài cây trứng cá, em chờ anh ở đấy. Tao lồm cồm ngồi lên, bóng đen dày đặc. Từ đầu phòng đến cuối phòng, chỉ nghe tiếng ngáy nổi lên khắp nơi. Phía cửa vào, ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn trên cao soi rõ dáng dấp của một thiếu nữ đang nhìn tao mỉm cười, nụ cười quyến rũ thật. Mới thấy tao bị lôi cuốn ngay, quay quắt ngay. Tôi chộp ngược thằng Hữu, kéo hắn ngồi lên, thôi thúc. Em đẹp không? Em mặc áo gì? Đêm tối, làm sao mày mò ra cái trứng cá? Em đẹp một cách lộng lẫy, em mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang lưng. Hình như tà áo dài trắng, thân thể em trắng, đã phát ra một thứ ánh sáng huyền diệu. Theo đó mà đi, theo đó tao đã ra được cây trứng cá. Tôi tưởng tượng đến dung nhan nàng, như lời mô tả của thằng Hữu, tôi chợt nhớ đến câu thơ của Nguyên Gia: "Gem trắng anh không cần ánh sáng." Đúng rồi, sắc đẹp của nàng là thứ ánh sáng huyền diệu dẫn thằng Hữu đến thiên đường. Rồi sao nữa? Đây này, chỗ này đây. Thằng Hữu phủ nhẹ xuống nhánh cây, đó là một nhánh thấp, là đà gần mặt đất, người ta có thể ngồi lên đó nghỉ ngơi, lưng tựa thoải mái vào thân cây chính. Chỗ này, tao và nàng ngồi nói chuyện với nhau cho tới sáng. Mày biết không, gần nàng, tao mới khám phá ra một điều. Thân thể nàng luôn tiết ra một mùi hương cực kỳ thơm tho, khiến tao cứ ngây ngất mãi. Không phải là mùi hương riêng biệt của hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hay bất cứ một thứ hoa nào đâu. Cũng không phải mùi hương của mỹ phẩm, của son phấn, của vải vóc, lụa là. Đó là một mùi hương kỳ diệu, dường như là tổng hợp của hàng triệu mùi hương tuyệt vời nhất trên trái đất này. Hay đó là mùi hương của thế giới khác, của hành tinh khác, của miền miên viễn nào đó mang lại. Tao cho tới bây giờ thực sự chưa hiểu ra. Tôi ngó quanh quất cây trứng cá, cố gắng sục sạo tìm kiếm bóng hình sai nhân của thằng Hữu. Câu chuyện có vẻ kỳ bí quá, có vẻ hoang tưởng quá. Chợt tôi rùng mình, nổi da gà khắp nơi. Thằng quỷ, mày có thấy mặt em rõ ràng không? Chân em có chạm đất không? Và em đã nói chi với mày? Thằng Hữu tươi cười, hắn nhắm mắt lại, thả hồn vào thế giới tình yêu đầy mộng đẹp. Hình ảnh em đã nằm trong đầu tao, trong trái tim tao đây này, làm sao xóa nhòa được? Tay em đã nắm chặt tay tao, chân em đã quyện vào chân tao, và cứ thế hai đứa tâm tình với nhau tới sáng. Niềm hân hoan tột độ của thằng Hữu đã đánh thắng nỗi hoài nghi nhỏ nhen của tôi. Tôi cũng muốn nhìn người đẹp lắm chứ, muốn nghe nàng nói đôi lời, dù đôi lời ngắn ngủi cũng đủ an ủi thằng tù lỡ phận thất thời mới có 25 tuổi đời. Đêm nay giao thừa trong tù, tại sao còn phải đo lường dông dài? Tại sao không cùng thằng Hữu, không cùng người đẹp ngồi đón xuân với nhau dưới gốc trứng cá ngoài trời, thú vị biết bao. Hữu, cho tao cùng đón giao thừa đêm nay với mày nghe. Hữu suy nghĩ giây lát. Nhưng chuyện này bí mật, không nói cho ai biết đấy. Nói xong, thằng Hữu nhảy chồm lên như ngựa, hắn phóng qua mặt tôi, chạy về hướng sân trại. Tôi hối hả gọi theo. Này, khoan đã, mày cho tao biết người đẹp tên gì, tên gì? Có tiếng Hữu oang oang trong gió. Thục Huyền, Trần Thị Thục Huyền. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu buồn bã ngoài đám rẫy, chỉ có tiếng gió lộng chơi vơi bên cửa, gió lùa qua lán tù, thổi phần phật những cái mùng nhà binh cũ mèn của các tên tù vô phước
Hỗ và tôi ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Chúng tôi lắng tai nghe từng tiếng động. Chúng tôi phân biệt từng âm thanh. Nào tiếng muỗi vo ve quanh góc mùng. Nào tiếng ngáy ồ ồ của các bạn tổ trong đội. Nào tiếng ếch ương kêu quảng quạc ngoài đồng. Chúng tôi chờ đón tiếng pháo giao thừa. Hơn 12 giờ rồi, chẳng nghe một tràng pháo nào hết. Cũng chẳng nghe tiếng trống chùa hay tiếng chuông nhà thờ dồn dập vọng lại. Báo hiệu năm mới đã tới, mùa xuân đã trở về. Chế độ mới ác độc thật. Cho đến mùa xuân tràn trề ngựa sống, cũng phải rón rén sợ hãi, không dám lộ liễu hiện diện. Gần 1 giờ khuya, người đẹp mới xuất hiện. Tôi thấy rõ ràng một thiếu nữ trẻ trung, thư tha trong tà áo dài trắng, nhẹ nhàng từ cổng rào lán tổ tiến vào. Thằng Hữu bấm tay tôi, hai đứa há hốc mồm, nhìn ra khung cửa. Gió làm ánh đèn trao đi trao lại trên đầu lán. Ánh sáng vàng vọt hắt xuống khuôn mặt nàng. Đó là khuôn mặt giai nhân tuyệt sắc, trắng trẻo dễ thương, khiến tôi mới gặp lần đầu đã chợt ngẩn ngơ mê mẩn. Đợi nàng vào sân, thằng Hữu kéo tay tôi chạy ra. Quả thật, tà áo dài trắng như tỏa ra thứ ánh sáng huyền diệu, dẫn đường chúng tôi tới. Nàng đi trước, chúng tôi theo sau. Cứ thế cả bọn tiếp tục đến bước trong bóng tối mênh mông, để đến cây trứng cá ở vòng kẽm gai cuối cùng. Đến điểm hẹn, nàng mới ngoảnh mặt ra sau, cười với chúng tôi. Ánh sáng mỏng manh nhưng huyền diệu được tát từ tà áo dài, đủ để cho tôi thấy khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười tươi tắn của nàng. Một nụ cười tôi chưa từng thấy trên đôi môi của thiếu nữ xinh đẹp nào trên cõi trần gian này. Nàng khéo léo ngồi trên nhánh cây thấp nhất, rồi bật diêm thắp nến. Một mùi hương thơm cực kỳ thoang thoáng quanh đây. Đúng như lời thằng Hữu nói, thân thể nàng tiết ra một mùi hương kỳ diệu, có thể là mùi hương tổng hợp của hàng triệu mùi hương tuyệt vời nhất trên trái đất này. Bạn anh đấy ư, sao chưa giới thiệu? Nàng vừa bày thức ăn, đặt các thứ lên tấm ni lông, vừa nói với thằng Hữu. Bạn anh tên Ân, Ân muốn cùng vui giao thừa với chúng mình đêm nay. Thằng Hữu choàng tay qua vai, kéo tôi ngồi xuống cạnh nàng. Tôi run run trong vòng tay hắn, không phải vì thời tiết lạnh lẽo của đêm đầu năm, chính là vì sắc đẹp não nùng của nàng. Một sắc đẹp chắc chắn, không một hoa hậu thế giới nào có thể so sánh được. Tôi muốn chết điếng bởi câu nói êm ái vừa phát. Anh Ân tự nhiên nhé, đêm nay chúng ta ăn Tết với nhau nghe. Thằng Hữu cũng bày tô cơm và chén thịt kho ra. Thức ăn của hắn họp cùng với bánh tét, chả lụa, củ kiệu, tôm khô, mứt của Thục Huyền đem đến, đã thành một bữa ăn thịnh soạn đáng ghi nhớ nhất trong đời chúng tôi. Không có rượu mà dường như say. Tôi chánh choáng trước sắc đẹp Thục Huyền, trước lời nói dịu êm ngọt ngào như mật ong. Và thế đấy, chúng tôi tiếp tục cuộc vui cho tới rạng sáng. Vài tuần sau, theo lệnh cán bộ trại tù, đội tôi phải thực hiện một cái ao để nuôi cá. Chu vi ao rất rộng, nó bắt đầu từ khoảng sân đội chạy qua đám rẫy, chạy thẳng đến vòng kẽm gai cuối cùng. Thế là cây trứng cá bị hạ xuống, đội tôi bứng luôn cả gốc cây, cho cái ao được hoàn thành một cách trọn vẹn. Thời gian này, thằng Hữu và tôi buồn rào rạt. Đêm nào, chúng tôi cũng ngồi lặng lẽ, hút thuốc cho tới khuya. Chúng tôi không còn tranh nhau từng hột cơm, từng cọng rau nữa. Cả hai đều dành thì giờ để nghĩ tới Thục Huyền như một thứ tương tư cuồng nhiệt. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của ông thi sĩ Trung Hoa nào đó. Thiên thai hải sát hữu cùng thì, duy trì tương tư vô tận xứ. Tạm dịch, chân trời góc bể có thể đi tới được, duy chỉ có tương tư là vô bến bờ. Trong khi đào ao tới khu vực cây trứng cá, đội tôi gặp phải một cỗ quan tài nằm sâu trong lòng đất. Cả đội phải họp lại nhau bàn bạc. Cuối cùng, chúng tôi đành bốc hài cốt cho vào nón sắt, rồi cẩn thận hàn kín, đem chôn nơi khác. Từ đó, thằng Hữu và tôi không còn gặp lại Thục Huyền nữa.
chúng tôi có kể chuyện này đến các bạn tù. Họ đều lắc đầu cười cợt, cho là chuyện hoang tưởng, hoang đường. Riêng thằng Hữu, trước khi chia tay với tôi đi lao động nơi khác, hắn có tâm sự như sau. Ta mang tâm trạng chán đời khi vào tù, vì nước mất nhà tan, cha mẹ vợ con tao đã chết trên chiếc tàu hải quân từ Đà Nẵng về Sài Gòn trong những ngày cuối cùng của tháng tư oan nghiệt. Đêm Giáng sinh năm nọ, tôi đã chuẩn bị sẵn một sợi dây ni lông để tự vẫn. Chờ khi cả đội chìm vào giấc ngủ, tôi tròng sợi dây vào cổ. Lúc đó, Thục Huyền bỗng dưng xuất hiện, tiếng gọi dịu dàng và sắc đẹp tuyệt diệu của nàng làm tao dừng tay, bỏ ý định tự tử, rồi ríu ríu theo nàng ra tận cây trứng cá. Từ đó, tình yêu đã làm cho tao yêu đời trở lại, sống đến ngày hôm nay. Và tôi, mùa xuân năm ấy là một mùa xuân đặc biệt nhất trong đời.